Chào mừng cô và các bạn đến với bài tiếng Trung của con là Nguyễn Ngọc Hương Thảo, thì năm sau con lên lớp 8 và hiện tại con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Như chúng ta cũng đã biết thì kéo búa ba là một trong những trò chơi rất là phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng nó như là một trò chơi để giải trí cùng bạn bè, hoặc là có thể phân thua thắng bại. Thì đôi khi chúng ta muốn chơi mà lại chỉ có một mình thì nó sẽ rất là khó, nên là con đã nghĩ ra rằng là con tạo ra một trò chơi để có thể mình, dù có một mình thôi nhưng mà mình vẫn có thể chơi với máy. Và trò chơi của con tên là Rock Scissors Paper, có nghĩa là kéo búa bao. Thì khi mở vô chương trình thì sẽ hiện ra là hai nút Easy Hard là dễ và khó, thì chúng ta có thể chọn được chế độ mình muốn. Thì khi bấm vô thì màn hình của chúng ta sẽ hiện ra là hai cái bàn tay nắm đấm và những cái nút kéo búa bao và một cái nút trả điểm về ban đầu. Và khi chúng ta chơi thì phần player, nếu chúng ta thắng thì phần player sẽ hiện điểm cho chúng ta, còn nếu chúng ta thua thì hiện điểm cho computer. Ồ. Thì khi chúng ta thua hoặc thắng thì cũng sẽ hiện một số icon và những cái âm thanh tương ứng để cho trò chơi có phần thú vị hơn ạ. Ồ. Ồ. Và khi chúng ta bấm nút reset call thì điểm của ta và điểm của máy đều sẽ trả về bằng không. Thì con cũng tạo thêm một cái nút home, thì khi bấm ra thì nó sẽ quay lại màn hình ban đầu để chúng ta có thể chọn lại chế độ chơi. Và chế độ dễ thì con sẽ pick random, còn chế độ khó thì con đã để máy luyện cho máy thông minh hơn ạ. Thì ở trên góc màn hình như chúng ta cũng đã thấy sẽ có một số nút, như là nút tai nghe là để tắt nhạc, nút này là giảm âm và nút này là tăng âm thanh. Còn nút này là tắt âm nhưng mà con chỉ tắt được âm cái click thôi, còn về cái âm thanh của emoji thì con vẫn chưa tắt được ạ. Và con đã tạo thêm một nút là nút exit. Khi mà chúng ta bấm nút này hoặc là bấm bấm nút này hoặc là có một nút ESC thì sẽ thoát khỏi chương trình ạ. Thì trong bài này, cái đoạn code mà con thích nhất có thể là phần đoạn code của phần để lập trình nút exit ạ. Thì trong lúc làm sản phẩm thì con cũng bị rất nhiều cái khó khăn, như là bị lỗi hình ảnh rồi lỗi âm thanh con vẫn chưa làm được. Và hiện tại thì cái phần âm thanh của cái phần tắt tắt âm thanh con vẫn không thể tắt được cái phần win và lose ạ. Thì con mong là trong tương lai thì con có thể sửa được hai lỗi đó và phát triển thêm phần đổi nhạc hoặc là thêm một số chức năng mới tốt hơn, hữu ích hơn ạ. Phần trình bày của con đó là kết thúc. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe ạ. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã nhận xét bài cho bạn Hương Thảo. Cô xin chốt lại cái phần nhận xét cho bài của Thảo như sau. Thứ nhất là về kỹ năng thuyết trình, thì các bạn cũng đều nghe bạn trình bày vẫn giống như dự án trước đến dự án này. Cô thấy cái khả năng thuyết trình, kỹ năng thuyết trình của bạn rất là tốt. Bạn ấy đi vào vấn đề nó rất là thực tế, tức là cái lời mở đầu khi bạn thuyết trình nó rất là hay và nó hấp dẫn, nó lôi cuốn người nghe. Và trong quá trình trình bày thì bạn trình bày to rõ đầy đủ các cái nội dung, giải thích được các cái chức năng và mạch lạc trôi chảy. Nói chung là không có vấn đề gì về cái phần thuyết trình. Thế còn cái phần thứ hai là về chương trình của bạn, thì ngay từ đầu chúng ta đập vào mắt các bạn thấy là cái giao diện của bạn trình bày rất là đẹp mắt, đúng không? Ở đây khẳng định được cái gu thẩm mỹ của bạn. Và thật sự là
Kể cả cái dự án trước là dự án phần mềm xử lý ảnh, đến dự án này thì các bạn thấy là bạn ấy luôn luôn trau chuốt cho cái giao diện của sản phẩm. Ngoài giao diện ra thì chúng ta thấy là bạn cũng đã bổ sung thêm được khá là nhiều chức năng sáng tạo. Ví dụ như là nút Home để chúng ta quay về cái trang màn hình ban đầu. Rồi nút Edit để có thể là thoát được cái cửa sổ game. Rồi nút tăng giảm âm lượng, rồi tắt âm lượng trong cái quá trình chơi. Và các cái nút đối tượng để thực hiện thì bạn đã thiết kế mới lại hoàn toàn. Ở đây là Thảo lên Canva thiết kế. Dạ đúng rồi cô, con lên trong ba đó. Đấy, bạn sẽ đã bỏ ra cả một cái gọi là cái thời gian để mà thiết kế lại toàn bộ các cái nút theo cái ý thích của mình, theo cái sở thích của mình, và các bạn thấy là cái gu thẩm mỹ của bạn rất là tốt đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy đều là đẹp mắt chứ không bị rối. Cái nữa là ngoài những cái về giao diện xong thì chức năng sáng tạo các bạn thấy là bạn cũng đã thêm được rất nhiều rồi. Và cái phần chương trình lõi là những cái chức năng khi mà chúng ta người dùng nhấn vào một trong cái ba cái nút kéo búa hoặc là bao, thì các bạn thấy là cái phần điểm số, tức là cái luật chơi ở đây cũng như là cái điểm số thì nó rất là rõ ràng và chính xác. Tức là bạn đã lập trình được cái phần 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 lõi của chương trình thì rất tốt rồi, không bị sai sót. Ở đây thì cô xin góp ý một chút về sản phẩm của Hương Thảo, đó chính là khi các bạn thấy là khi mà bạn nhấn vào nút chơi. Đấy, Thảo nhấn một trong ba nút, các bạn có nhìn thấy vấn đề gì ạ? Thảo nhấn vào một nút bất kỳ. Bạn thấy vấn đề gì không ạ? Vấn đề gì nhỉ? Bạn đã phát hiện ra? Tay nó không di chuyển. Không, tay vẫn di chuyển. Thảo 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 nhấn vào nút Dạ, kéo mấy ấy nút chẳng hạn. bị mất. Thảo nhấn lại đi. Đây. Tay À, con có di chuyển. Mà nó làm sao nhỉ? Cái này chính là cái phần nội dung bài tập về nhà từ cái buổi số 10 à? dạ tại do là con thấy là để mấy cái nút đó xong gì nó cũng không À. có đẹp lắm hết cô, nên con xóa cô. À. Tức là bạn cố tình bạn không cho xuất hiện. Tức là ở đây ý thì khi mà gọi là nhấn nút chơi, tức là mình oẳn tù tì, tức là mình giơ cái búa khoảng 3 lần ấy, 3 nhịp ấy, thì ở đây là như cô chữa cho các bạn, cô hướng dẫn cho các bạn thì mình sẽ để các cái nút này nó xuất hiện gì ạ? Luôn luôn xuất hiện trên màn hình đúng không ạ? Cái phần này là chúng ta đã xử lý như vậy rồi. Đấy, ba cái nút này là mình sẽ cho nó luôn xuất hiện trên màn hình ở mọi chế độ chơi. Thì ở đây là bạn đã bỏ cái chỗ đấy, bạn chỉ cho xuất hiện hai cái nhân vật chính là hai cái bàn tay thôi. Các bạn chỉ cho xuất hiện hai đối tượng này thôi. Còn cái phần nút này là bạn cố tình bạn ấy không cho xuất hiện. Còn cô thì cô chữa là mình nên cho xuất hiện. À, bạn cảm thấy rối thì cái này là theo cái quan điểm riêng thôi. Thì đấy là cái mà cô góp ý cho bài của Thảo. Ở đây bạn có một cái nút reset về điểm số để chơi lại từ đầu cũng khá là hay. Các cái nút này thì thực ra ấy, khi mình nhấn ấy, để chơi nó đang trong quá trình chơi thì mình không phải cho cái nút này nó phải gọi là phải chuyển động theo cái bàn tay mà mình cho nó đứng yên thôi. Thì có nghĩa là nó cũng không đến mức gọi là rối quá. Chỉ cần cái nút reset này mình không cần cho sau xuất hiện, chỉ cần ba cái xuất hiện cái bộ ba, bởi vì ba cái nút này là ba nút để mình nhấn chơi thì mình nên cho xuất hiện thôi. Thì nó sẽ cũng không 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 rối đâu, bởi vì nó tít phần dưới này mà. Rồi, quan điểm thôi, bạn Thảo cảm thấy thế thì bạn Thảo không cho vào, thì đấy là bạn cố tình không cho chứ không phải là bạn quên cái chức năng đấy. Còn lại thì chúng ta thấy là về tổng thể thì bài của Thảo rất là tốt rồi đúng không ạ? Từ phong cách thuyết trình cho đến cái gọi là cái các chức năng của sản phẩm đều hoạt động tốt, giao diện thì rất là đẹp mắt. Rồi cô chúc mừng Thảo đã báo cáo thành công với sản phẩm sáng tạo và rất là tốt. Hy vọng dự án sau phát huy tiếp tục. Qua hai dự án Dạ xử lý cảm ảnh cô. và cái dự án này thì cô thấy đều tốt nhé. Bạn Dạ có cảm đầu cô tư ạ. rồi, bạn làm rất là chỉn chu.
Chắc là học trên lớp cũng rất là chỉn chu đây. Rồi cảm ơn bạn Thảo, chúc mừng Thảo nhé.